Việt Nam công bố ghi nhận 8.162 ca nhiễm, cả nước vượt ngưỡng 1 triệu ca từ đầu dịch. Số ca nhiễm Covid-19 tăng, thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản tăng cường phòng chống dịch. Phát hiện nhóm người bán kết quả test Covid-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình. Doanh nghiệp phát hiện F0 nhưng không báo địa phương. Đồng Tháp kích hoạt lại 3 cơ sở thu dung điều trị Covid-19. Thái Bình phong tỏa hai thôn cho học sinh năm xã nghỉ học vì Covid-19 lan rộng. Thế giới đã ghi nhận trên 252,3 triệu ca mắc Covid-19. Nghiên cứu thuốc kháng sinh có thể thay đổi sự phát triển trí não của trẻ sơ sinh. Nguyệt Tươi xin kính chào quý vị khán thính giả của DGN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và bây giờ, kính mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của Bản tin sức khỏe sáng ngày 12 tháng 11. Kính thưa quý vị, trong 24 giờ qua, Việt Nam công bố đã ghi nhận 8.162 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó có 8.145 ca nhiễm trong nước ghi nhận tại 56 tỉnh, thành phố tăng 227k so với ngày hôm trước. Nâng tổng số ca nhiễm cả nước lên hơn 1 triệu ca, có 84 ca tử vong. Số ca tử vong trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh 38 ca tử vong, Bình Dương, Đồng Nai và Long An đều 6 ca, An Giang 5 ca, Tiền Giang, Tây Ninh, Kiên Giang và Bạc Liêu đều 3 ca, Bình Thuận và Cần Thơ 2 ca, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk Đồng Tháp, Vĩnh Long, Sóc Trăng và Bến Tre đều một ca tử vong. Số ca nhiễm mới trong khoảng thời gian 24 giờ qua ghi nhận tại từng địa phương cụ thể như sau: Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 1185 ca nhiễm mới, Đồng Nai 930 ca nhiễm mới, Tây Ninh 656, Bình Dương 615, An Giang 595, Tiền Giang 417, Kiên Giang 399, Đồng Tháp 352. Bạc Liêu 291, Bình Thuận 237, Bà Rịa Vũng Tàu 185, Cà Mau 181, Đắk Lắk 162, Vĩnh Long 159, Hà Nội 154, Long An 130, Khánh Hòa 128, Trà Vinh 121, Bình Phước 108, Hà Giang 97, Bắc Ninh 68, Hậu Giang 68, Bến Tre 64, Bình Định 63. Phú Thọ 61, Đắc Nông 60, Nam Định 59, Cần Thơ 55, Lâm Đồng 54, Thanh Hóa 49, Gia Lai 43, Quảng Ngãi 41, Hải Dương 26, Thừa Thiên Huế 41, Ninh Thuận 35, Nghệ An 32, Quảng Nam 27, Bắc Giang 26, Quảng Ninh 24, Lạng Sơn 20, Quảng Trị 18, Phú Yên 16, Điện Biên 15, Quảng Bình 15. Hưng Yên 14, Đà Nẵng 13, Hà Tĩnh 9, Thái Nguyên 5, Vĩnh Phúc 5, Con Tum 4, Ninh Bình 4, Sơn La 4, Hà Nam 2, các tỉnh Tuyên Quang, Hòa Bình và Yên Bái đều ghi nhận một ca mắc mới. Như vậy, kể từ đầu đại dịch đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 1.897 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 845.948 ca đã khỏi bệnh. 131.189 ca đang phải điều trị, 22.849 người đã tử vong. Chuyển sang phần tin tức đáng chú ý về tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh. Số ca nhiễm Covid-19 tăng, thành phố Hồ Chí Minh ra văn bản tăng cường phòng chống dịch. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 11 tháng 11, ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản số 3768 gửi thủ trưởng các sở ngành Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, qua đánh giá cấp độ dịch bệnh, tình hình dịch bệnh COVID trên địa bàn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Do vậy, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh các sở, ngành, quận huyện và thành phố Thủ Đức thực hiện nghiêm nghị quyết 128 của chính phủ, chỉ thị 18 của Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch bệnh như xét nghiệm nhanh, cách ly kịp thời, điều trị hiệu quả gắn với khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Chuyển sang một diễn biến khác. Phát hiện nhóm người bán kết quả test Covid-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình. Kính thưa quý vị, một nhóm người tự ý tổ chức test nhanh Covid-19 cho khán giả vào sân Mỹ Đình để xem trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản. Thậm chí nhóm này còn bán kết quả âm tính cho những người có nhu cầu với giá 100.000 đồng trên một phiếu. Qua công tác kiểm tra an ninh khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình vào tối ngày 11 tháng 11, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã phát hiện một nhóm người tự ý đến khu vực gần cổng sân để dựng lều bạt, mặc trang phục phòng dịch và mang theo nhiều dụng cụ y tế, tổ chức lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho khán giả vào sân để xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam-Nhật Bản đồng thời tiến hành thu phí mà không hề được chính quyền địa phương cho phép. Tổ chức theo dõi, đội cảnh sát điều tra tổng hợp, công an quận Nam Từ Liêm Hà Nội phát hiện nhóm người này không lấy mẫu xét nghiệm theo đúng quy trình, in sẵn phiếu kết quả xét nghiệm, đóng dấu âm tính và bán cho người dân có nhu cầu vào xem trận đá bóng với giá 100.000 đồng trên một phiếu. Xác định đây là nhóm đối tượng lợi dụng dịch bệnh và trận đấu bóng đá có nhiều người đến cổ vũ để trục lợi bất chính. Công an quận Nam Từ Liêm đã yêu cầu toàn bộ nhóm người trên về trụ sở để điều tra làm rõ. Bước đầu xác định, nhóm người này là nhân viên của một phòng khám có trụ sở tại thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Tính từ 12 giờ trưa ngày 11 tháng 11 đến lúc bị phát hiện, nhóm người trên đã bán ra hơn 300 phiếu xét nghiệm, thu lợi bất chính gần 50 triệu đồng. Hiện công an quận Nam Từ Liêm đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra để làm rõ sự việc. Chuyển sang một diễn biến khác. Doanh nghiệp phát hiện F0 nhưng không báo địa phương. Kính thưa quý vị, vào chiều ngày 11 tháng 11, tại buổi làm việc với Ban quản lý các khu chế xuất công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (HEPJA), Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, thành phố đã nhận được phản ánh tình trạng một số doanh nghiệp khi xét nghiệm sàng lọc đã phát hiện F0 nhưng âm thầm cho về nhà, không báo địa phương. Ông Đức nêu số ca nhiễm ở Cần Giờ tăng nhanh khi các nhà máy trên địa bàn hoạt động trở lại công nhân nhiễm bệnh trở về gia đình nhưng 3 đến 4 ngày không khai báo, khi phát hiện đã lây qua mấy chu kỳ. Đây chính là lỗ hổng cần được chính quyền địa phương và doanh nghiệp phối hợp xử lý. Theo vị phó chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh, tại 17 khu chế xuất, khu công nghiệp của thành phố, sau ngày 30 tháng 9, các ca nhiễm đã tăng dần theo quy mô hoạt động của doanh nghiệp. Số ca nhiễm mỗi ngày tăng từ 50 ca lên 70 ca và có ngày khoảng 100 ca. Tính từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 9 tháng 11, hơn 2.800 ca nhiễm được ghi nhận tại các nhà máy. Tỷ lệ F0 vẫn ở mức kiểm soát, song hẹp ra cần có biện pháp kéo giảm chứ không thể tăng mãi được. Khi thành phố mở cửa trở lại từ ngày 1 tháng 10, một số quận huyện ngoại thành đã phát hiện nhiều ca nhiễm liên quan đến các nhà máy trên địa bàn. Tính đến ngày 8 tháng 11, huyện Nhà Bè có 770 F0 đang điều trị tại nhà, trong đó có 395 ổ dịch hộ gia đình, 19 ổ dịch cộng đồng. Huyện Bình Chánh có hơn 6.200 F0 được phát hiện bằng test nhanh kháng nguyên và bằng RT-PCR. Trong nửa tháng vừa qua, quận 12 ghi nhận 8.000 ca nhiễm, trong đó phường Hiệp Thành hơn 1.200 ca. Chuyển sang một diễn biến khác, Đồng Tháp kích hoạt lại 3 cơ sở thu dung điều trị COVID-19. Thưa quý vị, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, với số ca mắc mới liên tục tăng, ngày 11 tháng 11, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đoàn Tấn Bửu đã có buổi làm việc với tiểu ban điều trị, tiểu ban hậu cần cùng với các đơn vị có liên quan về việc kích hoạt lại các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh này. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp yêu cầu tái hoạt động trở lại đối với 3 cơ sở thu dung điều trị COVID-19, bao gồm trường quân sự tỉnh, cơ sở cũ ở thành phố Sa Đéc, khu du lịch Mỹ Trà ở thành phố Cao Lãnh và khu 6 tầng ký túc xá phường Hòa Thuận ở thành phố Cao Lãnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Đoàn Tấn Bửu đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan bảo đảm đầy đủ các điều kiện về nhân lực, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác theo quy định của Bộ Y tế tại các cơ sở thu dung điều trị nói trên. Bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và quan tâm đến vấn đề xử lý chất thải. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường bố trí nhân sự trực tại các cơ sở, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh. Tính đến ngày 10 tháng 11, toàn tỉnh Đồng Tháp có 17 cơ sở thu dung, bệnh viện giã chiến điều trị COVID-19, với công suất tối đa là 3.315 giường, hiện đã bố trí 2.148 giường. Ngày 11 tháng 11, tỉnh Đồng Tháp đã ghi nhận 352 ca mắc COVID-19 mới, tăng 78 ca so với ngày hôm trước, trong đó có 21 ca về từ vùng dịch, 74 ca trong các cơ sở cách ly y tế tập trung, 4 ca trong cơ sở điều trị, 170 ca trong khu vực phong tỏa, 83 ca trong cộng đồng. Tổng số ca mắc cộng dồn là 12.201 ca. Chuyển sang một diễn biến tiếp theo. Thái Bình phong tỏa hai thôn cho học sinh năm xã nghỉ học vì Covid-19 lan rộng. Kính thưa quý vị, chính quyền tỉnh Thái Bình quyết định phong tỏa 2 thôn cho học sinh năm xã tại huyện Vũ Thư nghỉ học thực hiện biện pháp chống dịch khẩn cấp. Báo cáo của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình cho biết, liên quan đến ổ dịch mới xuất hiện tại huyện này vào ngày 10 tháng 11, cho đến nay đã lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho hơn 600 công nhân may và 900 người dân có liên quan đến các ca F0. Đến chiều ngày 11 tháng 11, kết quả đã ghi nhận 24 ca dương tính mới bằng phương pháp xét nghiệm PCR. Các ca dương tính mới được ghi nhận nằm rải rác ở nhiều xã thuộc địa bàn huyện Vũ Thư như công ty trách nhiệm hữu hạn Spectre Việt Nam ở xã Vũ Đoài, công ty cổ phần sản xuất hàng thể thao Tân Đệ thuộc nhà máy Tân Đệ, xã Minh Quang, bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư và một số ca nhiễm ngoài cộng đồng. Xác định ổ dịch tại xã Nguyên Xá đang rất phức tạp, ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Vũ Thư quyết định phong tỏa thôn Hoàng Xá và thôn Thái thuộc xã Nguyên Xá với tổng số khoảng 4.000 dân. Đối với ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn Spectre Việt Nam, huyện Vũ Thư chỉ đạo đưa hơn 600 công nhân về từng xã theo địa bàn cư trú để quản lý theo dõi, không tập trung tại xưởng dễ lây nhiễm chéo. Để bảo đảm thu dung cách ly các trường hợp có nguy cơ, ngoài 3 khu cách ly tập trung của huyện đang vận hành, huyện Vũ Thư tiếp tục lập thêm 2 khu cách ly tập trung tại xã Duy Nhất và xã Việt Hùng. Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Phòng Giáo dục huyện Vũ Thư đã quyết định cho học sinh năm xã vùng dịch bao gồm xã Nguyên Xá, Vũ Đoài, Vũ Tiến, Duy Nhất bà Việt Thuận, nghỉ học tại trường, bắt đầu học trực tuyến kể từ ngày 12 tháng 11. Tiếp theo chương trình là thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới. Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 22 giờ ngày 11 tháng 11 theo giờ Việt Nam, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng 252 triệu 370.436 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 triệu 092 398 ca đã tử vong. Tại Đông Nam Á, Lào đã ghi nhận 945 ca mắc mới, trong đó có 942 ca lây nhiễm trong cộng đồng và hai trường hợp tử vong. Như vậy, số ca mắc COVID tại Lào đã giảm xuống mức 3 chữ số, ít hơn 195 trường hợp so với một ngày trước đó. Cho tới nay, Lào đã ghi nhận tổng cộng 50.977 ca mắc COVID-19, trong đó có 93 trường hợp tử vong. Sau thời gian dài phong tỏa do ảnh hưởng của đại dịch, chính phủ Lào đã yêu cầu các bộ, ngành xây dựng cụ thể kế hoạch để mở cửa trở lại đất nước. Thủ tướng Phan Kham Vi Pha Van cũng cho biết Lào sẽ mở cửa từng bước ở những địa phương sẵn sàng chứ không mở cửa toàn bộ. Đặc biệt là những điểm du lịch quan trọng đối với điều kiện bảo đảm công tác phòng ngừa lây nhiễm dịch bệnh như Luang Pha Bang. Malaysia ngày 11 tháng 11 đã ghi nhận thêm 6.243 ca mắc mới và 59 ca tử vong vì dịch bệnh. Như vậy cho đến nay, tổng số ca mắc Covid tại Malaysia là 2.522.498 ca, trong đó có 29.486 ca tử vong. Trong nỗ lực nhằm khôi phục kinh tế sau thời gian gián đoạn vì các biện pháp hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, Hội đồng cố vấn chương trình hồi phục kinh tế cho chính phủ Malaysia cho biết, nước này sẽ mở cửa biên giới để đón du khách nước ngoài muộn nhất là vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Tại Đông Bắc Á, chính quyền thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 11 tháng 11 đã áp đặt các biện pháp hạn chế mới sau khi giới chức y tế địa phương đã xác nhận 6 ca mắc mới COVID-19 tại các quận trung tâm là Triều Dương và Hải Điện. Theo giới chức thành phố, mọi hoạt động tập trung đông người sẽ được hạn chế nhằm giảm thiểu nguy cơ dịch bệnh lây lan. Đặc biệt là trong khi số ca mắc mới nói trên có cả những trường hợp đã tham dự các hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp. Chính quyền thủ đô Bắc Kinh cũng yêu cầu đóng cửa một trung tâm thương mại lớn và một số khu dân cư để thực hiện công tác kiểm dịch COVID-19. Ngày 10 tháng 11, Trung Quốc đã ghi nhận thêm 47 ca mắc mới COVID-19 trong nước và 15 ca nhập cảnh. Hàn Quốc đã ghi nhận thêm 2.520 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại nước này lên con số 388.351 ca. Đây cũng là lần đầu tiên trong 6 ngày qua, số ca lây nhiễm ghi nhận theo ngày ở nước này vượt quá 2.400 trường hợp. Số ca nhiễm COVID ghi nhận hàng ngày ở Hàn Quốc đã ở mức 4 con số kể từ ngày 7 tháng 7 vừa qua, trong đó bao gồm cả mức thống kê cao kỷ lục là 3.272 trường hợp vào ngày 25 tháng 9. Cũng trong ngày 11 tháng 11, số ca tử vong do COVID ở Hàn Quốc đã tăng thêm 21 trường hợp, lên tổng số 3.033 ca tử vong. Tỷ lệ tử vong là Trước tình hình này, giới chức chống dịch Hàn Quốc nhận định nước này có thể sẽ không thực hiện kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế phòng chống COVID-19 như đã định trước. Châu Âu đang một lần nữa trở thành điểm nóng của đại dịch COVID-19 của thế giới khi số ca mắc đã tăng lên trên toàn khu vực do các biện pháp hạn chế được nới lỏng trong mùa hè qua. Hà Lan ngày 11 tháng 11 đã ghi nhận hơn 16.000 ca mắc mới, mức tăng cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát số ca mắc mới tăng mạnh đang gây áp lực lên các bệnh viện. Các chuyên gia đã kêu gọi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa một phần nhằm khống chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2. Các chuyên gia đã kêu gọi chính phủ áp đặt lệnh phong tỏa một phần nhằm khống chế đà lây lan của virus SARS-CoV-2. Tại Đông Âu, Romani và Bulgaria đều ghi nhận số ca mắc trong ngày cao nhất. Tỷ lệ mắc bệnh đã tăng hơn gấp 10 lần trong 2 tháng, tính đến cuối tháng 10 vừa qua, dù một số biện pháp hạn chế đã được áp đặt trở lại tỷ lệ mắc bệnh hàng ngày ở Anh cũng tăng tới khoảng 70 ca trên 100.000 người và vẫn duy trì ở mức này trong phần lớn mùa hè, bất chấp tỷ lệ bao phủ vaccine tăng cao. Các nhà khoa học đã cảnh báo rằng một số quốc gia Đông Âu có thể phải áp đặt trở lại các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch COVID lây lan. Bộ Y tế Ukraine đã đề xuất mở rộng danh sách yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc. Theo đó, bổ sung các nhân viên y tế và viên chức cấp thành phố. Trước đó, chính phủ Ukraine đã áp dụng tiêm phòng bắt buộc đối với giáo viên, nhân viên các cơ quan chính phủ và chính quyền địa phương, nếu không sẽ bị đình chỉ công tác. Kể từ khi đại dịch bùng phát, tổng số ca nhiễm trên cả nước cho đến nay là trên 3,16 triệu ca nhiễm và số ca tử vong là trên 74.800 ca. Nước láng giềng Nga chuẩn bị áp dụng quy định mới chống dịch COVID-19 Ủy ban điều phối cuộc chiến chống đại dịch của Nga đang làm việc với các bộ ngành liên quan để soạn thảo dự luật quy định việc bắt buộc sử dụng mã QR ở các quán cà phê, các phương tiện giao thông và cửa hàng. Dự kiến luật này sẽ có hiệu lực cho tới tháng 6 năm 2022. Tại châu Mỹ, Canada ngày 10 tháng 11 đã ghi nhận thêm 2.576 ca mắc mới COVID-19 và 33 ca tử vong. Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng của Canada, bà Theresa Tam cho biết, Số ca nhiễm mới tăng 7% so với mức trung bình của 7 ngày trước đó. Bà nhấn mạnh, mặc dù các ca bệnh đang tăng, nhưng số người phải nhập viện và số ca phải điều trị tại các cơ sở chăm sóc tích cực ICU vẫn đang giảm xuống, lần lượt ở mức 6% và 12%. Giới chức y tế Canada nhận định rằng, trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19, quốc gia Bắc Mỹ này đang đi đúng hướng, mặc dù số ca nhiễm COVID gia tăng và kế hoạch mở cửa trở lại vấp phải một số rào cản. Phần cuối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài nghiên cứu Thuốc kháng sinh có thể thay đổi sự phát triển trí não của trẻ sơ sinh. Kính thưa quý vị, một nghiên cứu mới bổ sung thêm bằng chứng ngày càng nhiều cho thấy thuốc kháng sinh có thể làm hỏng sự phát triển thần kinh của trẻ sơ sinh. Một nghiên cứu mới được công bố trên một số đặc biệt của tạp chí Eisen về mối tương quan giữa việc sử dụng kháng sinh liều thấp trong quá trình sinh nở với những thay đổi đáng kể trong hệ vi sinh vật ở trẻ sơ sinh. Nghiên cứu được thực hiện trên chuột cũng cho thấy mối tương quan giữa việc tiếp xúc với kháng sinh với những thay đổi quan trọng trong biểu hiện gen ở các bộ phận của não bộ chịu trách nhiệm cho sự phát triển thần kinh. Nghiên cứu ảnh hưởng của việc tiếp xúc với penicillin đầu đời lên hệ vi sinh vật đường ruột và vỏ não trước và biểu hiện của gen amygdala có thể giúp giải thích sự gia tăng đáng lo ngại các rối loạn phát triển thần kinh mà chúng ta đang thấy ở trẻ em ở Hoa Kỳ và cả các nước công nghiệp phát triển khác trên toàn thế giới. Đối với nhiều trẻ sơ sinh, việc tiếp xúc với thuốc kháng sinh thường bắt đầu trước khi sinh. Trên thực tế, có bằng chứng cho thấy một tỷ lệ phần trăm lớn, có lẽ là khoảng 1 phần 3 trong số 3,75 triệu trẻ sinh ra ở Hoa Kỳ mỗi năm được dùng kháng sinh trước, trong và ngay sau khi sinh. Một bài báo đánh giá, được xuất bản vào năm 2015 trên tạp chí Pharmacotherapy cho thấy rằng thuốc kháng sinh chiếm gần 80% tất cả các loại thuốc mà một người phụ nữ có thể được kê đơn trong thời kỳ mang thai. Và từ 20 đến 25% phụ nữ mang thai sẽ sử dụng kháng sinh để điều trị nhiễm trùng đường tiết niệu, bệnh lây truyền qua đường tình dục và nhiễm trùng đường hô hấp trên. Việc sử dụng thuốc kháng sinh trước hoặc trong khoảng thời gian gần sinh từ lâu đã được coi là ít có tác dụng phụ đối với trẻ sơ sinh tuy nhiên các nghiên cứu nhận định kháng sinh là an toàn chỉ nghiên cứu trên những hậu quả rõ ràng và ngắn hạn nhất của việc sử dụng quá nhiều kháng sinh chẳng hạn như việc gia tăng nhiễm trùng tưa miệng sự phát triển quá mức của nấm men thường được kiểm soát bởi một hệ vi sinh vật khỏe mạnh các nghiên cứu lâu đời này đã không xem xét đến các hậu quả lâu dài hơn đối với sức khỏe nhưng trong những năm gần đây, các nghiên cứu khoa học được bình duyệt đã xem xét đến mối tương quan giữa việc tiếp xúc với kháng sinh với việc nguy cơ béo phì, nguy cơ mắc bệnh hen xuyến, các bệnh về đường ruột và thậm chí là viêm khớp tăng cao ở trẻ vị thành niên. Đồng thời, ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của một hệ vi sinh vật khỏe mạnh ở trẻ sơ sinh. Và mặc dù nghe thì có vẻ kỳ lạ, nhưng hệ vi sinh vật đặc biệt quan trọng đối với chức năng của não bộ. Bộ não chứa khoảng 100 tỷ tế bào thần kinh. Các tế bào thần kinh này liên lạc với nhau thông qua các tín hiệu điện và hóa học. Khi não bộ của trẻ phát triển, các tế bào thần kinh hình thành kết nối với hàng nghìn tế bào thần kinh khác. Quá trình này tiếp tục với tốc độ giảm dần trong suốt cuộc đời của chúng ta. Và các nhà khoa học ngày càng nhận ra rằng một hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh là cần thiết để não bộ của chúng ta phát tín hiệu đúng cách. Hiện nay các chuyên gia tin rằng sự giao tiếp giữa hệ thần kinh trung ương và hệ thần kinh nội tại của đường tiêu hóa, còn được gọi là trục não bộ, không chỉ rất quan trọng đối với tiêu hóa thích hợp và hoạt động bình thường của não bộ mà còn cho sức khỏe của tổng thể. Các bác sĩ nhi khoa khuyên chúng ta nên tìm những biện pháp can thiệp hiệu quả để hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột cho những trẻ thực sự cần dùng kháng sinh sớm. Trong thực tiễn, tiến sĩ Mumper nói: các bà mẹ mới sinh con nên được hỗ trợ và khuyến khích để giúp họ cho con bú sữa mẹ hoàn toàn, nhằm giúp hình thành các vi khuẩn có lợi trong đường ruột của trẻ. Tiến sĩ Mumper cũng đề xuất một loại chế phẩm sinh học đa trùng cho những trẻ em sơ sinh có tiếp xúc với thuốc kháng sinh. Nhưng có lẽ chiến thuật quan trọng nhất là sự kết hợp giữa phòng ngừa và dinh dưỡng. Tiến sĩ Mumper nói: Điều thực sự quan trọng là không nên cho trẻ uống quá nhiều thuốc trong một nghìn ngày đầu tiên của cuộc đời và cũng nên thực sự nên quan tâm đến chế độ dinh dưỡng của chúng để mà khi bạn mới bắt đầu cho chúng ăn, chúng sẽ quen với vị đắng và thức ăn lên men. Đường là kẻ thù của hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh. Vì vậy, điều quan trọng là phải giúp con bạn phát triển khẩu vị, không chỉ thích ăn đồ ngọt mà thôi. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin sức khỏe sáng ngày 12 tháng 11 của DKN TV cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành và ủng hộ cho chương trình kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại